Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Thìn, tháng mới may mắn thuận buồm xuôi gió. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Thìn khi bước sang tháng 8 âm lịch được nhị thần cát tinh chiếu mệnh, nên có thể coi đây là một tháng may mắn, hanh thông, thuận buồm xuôi gió dành cho những người này. Mọi phương diện trong cuộc sống của những người tuổi Thìn đều có bước phát triển nhất định, dù không quá rõ ràng thế nhưng cũng đủ để những người này cảm thấy quyết tâm, tin tưởng hơn vào tương lai. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh lập ra những kế hoạch, những mục tiêu trong tương lai, cũng như bắt tay vào thực hiện những dự định của mình. Tin rằng với thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, bạn sẽ sớm trông thấy thành quả của mình. Bản mệnh có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn thuận lợi, dù chưa thể phát tài trong một sớm một chiều. Thế nhưng cũng có đồng ra đồng vào, không phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Thìn khi bước sang tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào? Để tìm hiểu thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 dương lịch cho đến ngày 25 tháng 9 dương lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Đinh Dậu với nguyên lệnh Dậu làm chủ và có 7 ngày thiên can canh kim cai quản, 23 ngày thiên can tân kim hành khiển. Thiên can địa chi của tháng là Đinh Dậu với thiên can là Đinh, ngũ hành thuộc âm hỏa, địa chi Dậu ngũ hành thuộc âm kim. Ngũ hành chủ đạo của tháng là ngũ hành hỏa, sơn hạ hỏa. Tháng 8 âm lịch nằm ở hai tiết khí, đó là tiết Sử Thử và tiết Bạch Lộ. Tiết Sử Thử với đặc điểm là tiết mưa ngâu, khí hậu bắt đầu hạ nhiệt, thay vào đó là những cơn mưa. Khoảng thời gian này đem lại cảm giác rõ rệt nhất về thời tiết mát mẻ, có phần se lạnh của trời thu. Còn tiết Bạch Lộ là tiết khí ánh nắng mặt trời, dường như nhạt hẳn, nắng nóng không còn nữa. Thêm vào đó chúng ta sẽ thường thấy có sương vào ban đêm và thời tiết trở nên se lạnh. Tháng 8 âm lịch với ngũ hành hỏa sẽ thuận lợi cho những người mang ngũ hành thổ. Đây là ngũ hành được cát lợi nhất bởi vì nhận được sự tương sinh khi mà hỏa của tháng sinh cho thổ của bản mệnh. Kế đến đó là những người thuộc ngũ hành mộc, tuy cũng thuộc trường hợp tương sinh thế nhưng là sinh xuất nên có phần chưa tốt bằng ngũ hành thổ. Các ngũ hành như ngũ hành kim và ngũ hành thủy, đây là hai ngũ hành xấu nhất trong tháng âm lịch này bởi vì gặp phải trường hợp tương khắc với ngũ hành hỏa của tháng. Tháng 8 âm lịch còn có một sự kiện rất đặc biệt, đó là rằm trung thu hay còn gọi là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là phong tục ngày lễ được duy trì hàng ngàn năm nay. Cứ vào ngày này mặt trăng trên trời sẽ tròn và sáng nhất. Tết Trung Thu hay còn có tên gọi khác là Tết Trông Trăng. Theo như phong tục của người Việt Nam, vào ngày lễ này thì bố mẹ sẽ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu, mua đèn lồng thắp bên trong để cho các con rước đèn trong đêm đó. Ngày Tết Trung Thu cũng là dịp để con cái thấy được tình cảm và sự săn sóc chu đáo, yêu thương của cha mẹ đối với mình. Vì thế đây cũng được coi là ngày Tết của sự đoàn viên, thể hiện tình yêu gia đình càng ngày càng thêm gắn bó. Ngoài ra trong dịp Tết Trung Thu, rằm tháng 8 này thì người ta cũng có thói quen mua bánh Trung Thu, trà, rượu để cúng tổ tiên ông bà và những người đã khuất, hay làm quà biếu cha mẹ, thầy cô, bạn bè họ hàng. Đây chính là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, để người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Tử vi chi tiết của những người tuổi Thìn trong tháng 8 âm lịch. Những người tuổi Thìn khi bước sang tháng 8 âm lịch được nhị thần cát tinh chiếu mệnh nên có thể coi đây là một tháng may mắn, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Mọi phương diện trong cuộc sống đều có bước phát triển nhất định, dù không quá rõ ràng thế nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh lập ra những kế hoạch, những mục tiêu tương lai cũng như bắt tay vào thực hiện hóa những dự định của mình. Tin rằng với thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, bạn sẽ sớm trông thấy thành quả. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong tháng 8 âm lịch.
Sự nghiệp của những người tuổi Thìn phát triển thuận lợi trong tháng 8 âm lịch. Nhiều kế hoạch, dự định của bạn đều có bước phát triển nhất định. Điều đó giúp cho bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân mình, dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao và xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi sao cho phù hợp. Nếu bị đánh giá đúng tình hình thực tế, thì bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn. Tháng này, công việc hoàn thành thuận lợi là còn do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực, cho nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm đất suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá. Chỉ cần kịp thời trao đổi, tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực này. Nếu có điều gì chưa hiểu rõ thì bạn cũng đừng ngần ngại hỏi người đi trước. Chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại để giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn trong tháng 8 âm lịch. Người tuổi Thìn về phương diện tài lộc thì khoảng thời gian đầu tháng 8 sẽ có phần hào hụt về tài chính. Tuy nhiên, cuối tháng 8 trở đi có thể nhận được tài lộc rất nhiều. Do dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển rất tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ, chịu khó của mình, tuổi Thìn sẽ kiếm về tiền đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm ăn đầu tư thì tuổi Thìn trong tháng này cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi chăng nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với những người làm công ăn lương thì túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, trong tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra. Tiểu hào cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động, chi tiêu hay mua sắm. Còn giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc. Song đừng nên vung tay quá chán, mua những món hàng vượt quá khả năng chi trả của mình. Tốt nhất, cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao hơn trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Chi tiết về phương diện tình duyên tình cảm của những người tuổi Thìn trong tháng 8 âm lịch. Con đường tình duyên tình cảm là một trong những điểm sáng của vận trình người tuổi Thìn trong tháng 8 này. Tuổi Thìn có những cách ứng xử phù hợp với các mối quan hệ, cho nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình cũng đầm ấm, giảm dần những mâu thuẫn và cãi cọ. Với những người tuổi Thìn đã lập gia đình thì mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng khăng khít. Thậm chí hai người còn có thể thấu hiểu nhau hơn mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với những khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng phải những khó khăn thì đôi bên cũng có thể lắng nghe, cổ vũ cho nhau, thậm chí cùng thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp nhất. Dù mệt mỏi đến mấy thì khi về đến nhà, bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, trao đổi, dạy dỗ con cái, bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng hạnh phúc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai. Còn với những người tuổi Thìn đang độc thân thì bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng tới tương lai tươi sáng. Bạn dần quên được tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử với nhau chân thành thì quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Thìn trong tháng 8 âm lịch. Rất nhiều phương diện trong cuộc sống đã có bước tiến đáng kể ở tháng 8 này. Song tiếc rằng sức khỏe của những người tuổi Thìn trong tháng 8 lại có dấu hiệu suy giảm. Tuổi Thìn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng mắc phải các bệnh vặt khi mà thay đổi thời tiết. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời khóa biểu sao cho thật khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng,
đừng ép bản thân mình làm việc quá sức, kẻo dẫn tới đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, tôi thì thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Trong quá trình trò chuyện sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Thìn, tháng mới may mắn thuận buồm xuôi gió. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.